Chào mừng các em học sinh tham gia học trực tuyến môn âm nhạc lớp 1. Các con đang đến với những hình ảnh đầy màu sắc và giai điệu bài hát rất quen thuộc khi mùa xuân về. Và hôm nay, chúng ta cùng đến với một chủ đề mới nói về mùa xuân. Chủ đề 5. Âm thanh ngày Tết. Tiết 1. Khám phá, nghe nhạc. Mục tiêu bài học. Các con nghe, khám phá và cảm thụ âm thanh dài, ngắn. Các con nghe và cảm thụ trích đoạn giao hưởng số 9 chương 4 của tác giả Beethoven, chủ đề ngợi ca niềm vui. Chào mừng các con đến với chủ đề 5, âm thanh ngày Tết. Hôm nay, chúng ta cùng đến với khung cảnh trong tiết trời mùa xuân ấm áp. Khi mùa xuân đến, hoa lá đua nhau khoe sắc, đất trời trở nên tươi đẹp hơn và con người nao nức đón mùa xuân về. Các em bé xúng xính quần áo đẹp được mẹ dắt đi chợ hoa Tết. Và trong chủ đề này, các con sẽ được khám phá và nhận biết âm thanh dài. Và trên màn hình của chúng ta là một khung cảnh Tết đầy màu sắc của hoa, lá, cỏ, cây và có những phương tiện giao thông ở trên đường. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá tiếng kèn của các phương tiện này. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với tiếng kèn của tàu lửa. Tàu lửa phát ra tiếng kèn tu. Bây giờ các con sẽ nghe âm thanh dài của tiếng tàu lửa nhé. Và âm thanh ngắn hơn nào. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với tiếng kèn của ô tô. Ô tô khi bắt tài bấm kèn thì kêu bim bim. Các con nghe âm thanh dài của tiếng kèn ô tô trước nha. Và ngắn hơn nào. Bim bim. Bây giờ chúng ta cùng đến với tiếng kèn của xe máy hay còn được gọi là mô tô. Mô tô kêu toe toe. Các con chú ý lắng nghe âm thanh dài của tiếng mô tô trước nha. Và ngắn hơn nào. Bây giờ các con hãy cùng bắt chước tiếng kêu của tiếng kèn các phương tiện giao thông này. Nhưng lúc nãy cô cho các con nghe âm thanh dài trước, âm thanh ngắn sau. Bây giờ chúng ta đổi ngược lại, chúng ta bắt chước âm thanh ngắn trước và dài sau nha. Chúng ta đến với tiếng tu của tàu hỏa nào. Ngắn, bây giờ dài hơn nào các con. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tiếng còi bim bim của ô tô. Âm thanh ngắn trước. Dài hơn nào các con.
Và tiếp theo, chúng ta cùng đến với tiếng còi của xe gắn máy hay còn được gọi là mô tô, âm thanh ngắn trước nha. Âm thanh dài nào. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những âm thanh phát ra dài hơn, ngắn hơn. Qua bài học hôm nay, cô hy vọng rằng các con sẽ phân biệt được những âm thanh xung quanh của mình, âm thanh nào phát ra dài hơn và âm thanh nào phát ra ngắn hơn nhé. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo của bài học nào. Hoạt động nghe nhạc hôm nay, cô mời các con nghe và vận động theo trích đoạn giao hưởng số 9, chương 4 của tác giả Ludwig van Beethoven, chủ đề ngợi ca niềm vui. Nào, bây giờ chúng ta cùng nghe nhạc nhé! Các con vừa đến với trích đoạn giao hưởng số 9 chương 4 ca ngợi niềm vui. Ở nhà, các con có thể xem lại clip, vận động theo bài và các con hãy nêu cảm nhận khi nghe nhạc phẩm này nhé. Các con hãy nhắc lại tên của bài học hôm nay. Con học được những gì? Bài học hôm nay, các con nghe, khám phá và cảm thụ âm thanh dài ngắn. Bên cạnh đó, các con còn được nghe và cảm thụ trích đoạn giao hưởng số 9, chương 4 của tác giả Beethoven, chủ đề ngợi ca niềm vui. Bài học của chúng ta tới đây là hết rồi. Các con cố gắng nghe lại và vận động theo trích đoạn giao hưởng số 9. Và các con xem trước bài hát Sắp đến Tết rồi để chuẩn bị cho tiết học sau nhé. Bây giờ, cô phải chào tạm biệt các con rồi. Cô chúc các con và cả gia đình giữ sức khỏe thật tốt nhé. Một lần nữa, cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào tiết học sau.